Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của kênh mình. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thưởng thức những điệu hát xi mượt mà của dân tộc Nùng ở trên Lạng Sơn quê hương mình nhé. Thì cứ vào ngày 12 và ngày 22 thì các bạn đến với công viên Hoàng Văn Thụ, các bạn có thể nghe những điệu hát xi mượt mà của các cô các chú ở đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy chưa? Đấy, đây là những điệu hát xi rất là mượt mà. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn mình nghe những điệu hát xi này nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phụ nữ đơn giản là mang nữ thó à. Còn nó là bạn phải ủi bằng lia phút phải vừa. Bạn ta tôi phải